Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một em đèn lồng cá chép như thế này nhá, từ một bộ phụ kiện đầy đủ như này nhá. Đây, bây giờ là mình cho mọi người xem một bộ phụ kiện nhá. Đây, một bộ phụ kiện thì bao gồm này, đầy đủ này, từ keo lếm này, que này và vảy cá hoặc chai này. Bây giờ mình hướng dẫn mọi người nhá, để đầu tiên là hướng dẫn mọi người quấn đèn á, quấn đèn led. Đèn led thì mọi người nhớ nhổ cái này ra nhá, để thì đèn mới sáng này. Đấy. Đây, cái phần sắt này là cái phần ở bên trong bụng con cá này, thì mọi người nhớ là cái dàn mọi người quấn ở cái phần đuôi này nhá, để có gì mọi người bật cho dễ. Xong thì mọi người nhớ nhá, đây cái sắt này nó có cái hai phần que này, thì mọi người cài vào hai cái, cài vào hai cái que sắt này nhá, nó mới giữ được cái dàn lồng nó căng ra nó tròn. Mọi người bút vào nha. Đấy, mọi người bút vào nha. Xong mọi người nhẹ nhàng nhá, mọi người đẩy căng ra, xong mọi người cài vào nhá. Mọi người cứ nhẹ tay thôi, không phải rách lắm. Khi mọi người đã đẩy căng được lên thì cái đầu này, cái mình cá đã căng tròn cho mọi người nhá. Tiếp đến là mình sẽ hướng dẫn mọi người nè, mọi người lắp đuôi cá vào cái mình cá nhé. Phần đuôi cá thì mọi người nhìn nhé, mọi người nhìn ở phần đuôi cá này. Đây, trên đầu này nó có một cái dập lỗ này để mọi người treo dây như thế này nhé. Đấy, mọi người giật ra. Thì cái phần này là cái phần bên trên nhé. Thì đây, cái phần này mình đập này, mình đập, đập vuông góc lên này, tí mình gắn keo đến này. Đấy, hai cái này mình đập lên nhé. Xong rồi mọi người cài vào đây. Đấy, cài vào cái phần đuôi này. Xong rồi cái dây như này. Để mình gắn keo đến thì nó sẽ cố định cái nguyên cá nha mọi người nhá. Mọi người hơi keo đến mọi người gắn ra đây, mình có máy bắt keo thì mình sử dụng máy bắt keo nha. Đã xong cái phần nguyên cá nha, mọi người gắn xong phần nguyên cá đến là mình sẽ làm mắt cá đi. Đây mình làm mắt cá, cái này mọi người vỡ ra nhá, nó mỗi bên là 4 cái này, mỗi mắt mỗi bên mắt là 4 cái. Làm xong mắt cá này, bây giờ mình gắn mắt cá vào thân cá đó. Mọi người nhớ phải gắn ở phía bên trên nhé, bên trên bảo có cái phần mỗi lỗ này nhé, gắn ngược là tí lại phải nữa nó gắn lại đấy. Đây, mọi người thế này nó đã hình dung con cá rồi. Bây giờ mình hướng dẫn mọi người làm cái vây cá như thế này nhé. Đây, thì mọi người gắn phía bên trên đấy nhé. Đây, nó có hai cái như này, thì mọi người để song song cách ra một khoảng như này. Mọi người bẻ cái chân này ra, bẻ ra hai bên nhé. Đấy, bẻ ra hai bên và mọi người gắn vào trên như thế này. Đấy, để tạo thành một cái vây cá bên trên nhé. Người gắn xong thì sẽ được một cái vây cá bên trên này như này nhé. Tiếp đến là mọi người sẽ đây hai cái này nhé, mọi người gắn là hai cái vây bên sau nhé, nó có lốt gập này, mọi người gập nó ra này. Đấy, mọi người gập ra nhé. Xong mọi người chấm keo vào đây, xong mọi người gắn vào bên dưới như này nhé mọi người nhé. Đây, mọi người sẽ gắn vào bên dưới này, làm một cái vây đằng sau này. Để con cá đẹp thì mọi người nhớ gắn nó cân rồi nhé mọi người nhá. Đã xong nha mọi người nhá, xem nha, nhìn này, vây cá đã xong rồi. Đến là mọi người gắn vây trước nhá, vây trước thì là mỗi bên là hai cái như này. Thì mọi người đây lúc gặp này, mọi người gặp vào nha. Đấy. Xong mọi người dính hai cái này vào nhau. Xong mọi người sẽ gắn vào đây, gắn vào trước như này. Xong hai cái vây trước đã xong nhé mọi người nhá. Đây mọi người xem này, đã xong nhá. Mọi người sẽ gắn hai cái bọt nước như này nhá, hai cái bọt nước vào đầu nó như này. Đấy, để hoàn thành con cá nhá. Đây là sau khi mình đã gắn vảy cá xong nhé mọi người nhá. Đấy, vảy cá này gắn hai bên nhá, đã hoàn thành 90% con cá rồi nhá. Tiếp đến này, tiếp đến nha mọi người nhá. Đây, đây là phần dây nhá, dây treo nhá. Thì một đầu mọi người đây là đây có cái lỗ nhá, phần này có cái lỗ này, mọi người cho xỏ đây, mọi người gắn nhá, gắn keo nhá. Và một đầu là mọi người gắn ở trên cái bọt nước này nhá, là sẽ treo được con cá nhá. Đến đây là đã hoàn thành con cá đấy, sau khi mình đã điểm vào chai là đã hoàn thành nhá. Bây giờ mọi người cần luồn cái thanh treo thanh cầm tay này vào một cái dây này là xong nhá mọi người nhá. Đó, sau khi mọi người luồn lên thì nó sẽ thành như này nhá mọi người nhá. Mọi người chỉ cần bật đèn thôi. Đấy, đèn lúc nãy mọi người đã để đăng ký ở sau này rồi. Thì bây giờ mọi người chỉ cần kéo đèn ra mình bật là xong nhá. Đó, đã hoàn thành cái cá nha mọi người nhá. Đó.